Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Thầy ơi. Ngày hôm nay mình và các bạn hãy cùng review khám phá một ngôi trường nằm ngay trung tâm quận 10 trên đường Sư Vạn Hạnh. Đó chính là trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều ngành đào tạo khác nhau như ngành Đông phương học, ngành Luật kinh tế, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ, Quản trị kinh doanh quốc tế, Công nghệ thông tin. Và theo như thông tin từ nhà trường đưa ra cho năm tuyển sinh 2021 thì đây chính là điểm chuẩn các ngành trong trường. Các bạn lưu ý, đối với những ngành như ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh hoặc kinh doanh quốc tế thì điểm chuẩn sẽ nhân 2 đối với lại môn ngoại ngữ. Ví dụ, điểm học bạ của các bạn môn Văn là 6, môn Toán là 6, Anh Văn là 7. Như vậy, tổng điểm của các bạn sẽ bằng 6 cộng 6 cộng 7 nhân 2 bằng 26 điểm. Và đây chính là điểm trúng tuyển vào các ngành như quản trị kinh doanh. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng khám phá cơ sở vật chất của nhà trường. Hiện tại, trụ sở chính của nhà trường nằm trên mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh số 828. Đây cũng chính là thiên đường ẩm thực ăn uống với rất nhiều cơ sở vui chơi giải trí như là Vạn Hạnh Mall. Ngoài ra, trường còn có cơ sở ở quốc lộ 22, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên thì cơ sở này chưa đưa vào vận hành. Đối với cơ sở Cao Thắng và Thất Sơn, đây là hai cơ sở cũng nằm ngay quận 10, cho nên sẽ rất dễ dàng thuận tiện di chuyển cho các bạn sinh viên chạy qua lại giữa các địa điểm ở ngay trong quận 10. Và nhà trường đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống thư viện. Hệ thống thư viện của nhà trường có đầy đủ các loại sách phục vụ cho năm học của sinh viên. Tuy nhiên, nhà trường chưa có ký túc xá và nhà thể thao. Ưu điểm của nhà trường là nằm ngay trung tâm quận 10, nên tuy không có ký túc xá và nhà thể thao, sinh viên vẫn có thể dễ dàng tìm thấy nhà trọ cũng như các phòng tập gym, các nhà thể thao ở quận 10 và các quận xung quanh. Đối với học phí của nhà trường, năm 2021-2022, các tân sinh viên cần chuẩn bị từ 38 đến 42 triệu đồng một năm, và mức học phí này dự kiến sẽ tăng mỗi năm 10% hoặc không quá 10%. Và đối với những năm khó khăn do dịch bệnh Covid chẳng hạn thì nhà trường sẽ hoãn tăng học phí. Và ngoài học phí ra, tân sinh viên cũng cần chuẩn bị thêm các khoản khác như tiền nhà trọ. Nếu như tiết kiệm thì các bạn có thể là 2 triệu đồng một tháng, tiền ăn gói ghém trong khoảng 2 triệu một tháng, tiền tiêu xài lặt vặt, xăng, cổ đi lại khoảng 1 triệu một tháng. Và những tiền khác như sách vở, bảo hiểm y tế, đồng phục thể dục, quỹ lớp, chúng ta có thể đóng theo năm, một năm khoảng chừng vài triệu. Và chuẩn đầu ra của nhà trường được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó chính là đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Các chương trình của nhà trường có khoảng từ 120 đến 140 tín chỉ, và các sinh viên cần phải hoàn thành đủ số tín chỉ này để có thể tốt nghiệp. Ngoài ra, nhà trường còn đòi hỏi thêm các yêu cầu khác, ví dụ như là chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bằng Microsoft Office, Word và Excel, chứng chỉ giáo dục quốc phòng. Câu hỏi tiếp theo mà nhiều bạn hay hỏi, đó chính là giữa trường Public và những trường khác như Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn hay Bách khoa hay Kinh tế Tài chính thì nên học trường nào? Thì ở đây mình nói một cách khách quan, các bạn hãy xem xét các yếu tố sau đây để đưa ra quyết định của mình nhé. Đầu tiên đó chính là điểm chuẩn. Các bạn đã đậu được những trường nào rồi dựa theo cái điểm kết quả thi trung học phổ thông của mình. Điều thứ hai đó chính là tài chính của các bạn khi theo học các môi trường này, học phí của các trường là bao nhiêu. Thứ ba đó chính là chính sách hỗ trợ sinh viên, phần chăm sóc sinh viên, giải đáp phản hồi các yếu tố thắc mắc khiếu nại của sinh viên. Và yếu tố thứ tư đó chính là khoảng cách cự ly di chuyển từ nhà của các bạn đến trường. Sau khi cân nhắc 4 yếu tố này, hy vọng các bạn có thể chọn ra ngôi trường phù hợp nhất đối với mình. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem lộ trình học tại Hufflit sẽ như thế nào nhé. Ở năm nhất, các bạn sẽ được học đại cương và các kỹ năng khác nhau. Và các bạn sẽ học theo lớp chỉ định do nhà trường sắp xếp. Bắt đầu từ năm 2 trở đi, các bạn sẽ được tự đăng ký môn học qua website và đồng thời học thêm các môn như là quân sự và giáo dục thể chất. Ở năm thứ 3, các bạn tiếp tục được tự đăng ký môn học và bắt đầu bước vào chuyên ngành của mình. Và ở năm thứ 4, các bạn tiếp tục bồi dưỡng chuyên ngành và đăng ký thực tập để chuẩn bị ra trường. Cơ hội việc làm tại Hufflit thì sao nhỉ? Có nhiều bạn thắc mắc học Hufflit ra có dễ tìm việc làm hay không?
thì câu hỏi này thật sự phụ thuộc rất nhiều vào chính năng lực bản thân của các bạn. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin về cơ hội việc làm dựa trên thông tin quảng cáo trên website của nhà trường, dựa trên ý kiến của các cựu sinh viên Hufflick, dựa trên yêu cầu của các doanh nghiệp của nhà tuyển dụng. Và quan trọng nhất đó chính là năng lực của bản thân. Các bạn thích cái gì, các bạn giỏi cái gì và đam mê khám phá cái gì thì các bạn sẽ có cơ hội thành công cao nhất ở cái lĩnh vực đam mê của mình. Câu hỏi tiếp theo đó chính là liệu mình có thể thoát ế khi lên đại học hay không? Đây chính là bản phân tích giới tính của các ngành ở trong trường. Và nhìn vào đây, các bạn có thể thấy ngành công nghệ thông tin là ngành duy nhất có nhiều nam nhất. Còn tất cả những ngành còn lại như quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, đông phương hay ngôn ngữ đa phần là các bạn nữ. Đến đây thì chắc các bạn đã có câu trả lời liệu cơ hội thoát ế của mình là bao nhiêu rồi, đúng không nào? Và đây chính là hình ảnh tốt nghiệp của các bạn sinh viên sau 4 năm dùi mài kinh sử tại trường và nụ cười hớn hở của các bạn với nghi thức quăng mũ tốt nghiệp. Các bạn có thể thấy nét hớn hở của tất cả mọi người sau 4 năm rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.